Hôm nay mình muốn giới thiệu mọi người một cái chủ đề rất là thú vị là làm thế nào để mà giữ được cái sự sáng tạo. Thì tất cả mọi người làm ở đây chắc là đều có một cái nhu cầu là luôn luôn phải giữ cái sự sáng tạo trong người. Cái cách đầu tiên là mình sẽ phải tạo ra những cái list, và nó đi kèm với cái việc lúc nào chúng ta phải có một cái quyển notebook đi theo người. Thì cái này là một thói quen mà đặc biệt là những bạn sinh viên của các bạn mới đi làm thì nên tạo cái thói quen này. Và cái này thì nó sẽ đi kèm với thói quen thứ ba luôn là chúng ta sẽ viết. Có một quyển sách rất là hay là chúng ta hãy viết những thứ linh tinh vào một quyển sách. Thì đấy, thì sáng tạo nó đến từ những cái rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là Newton mà khám phá ra định luật và luật hấp dẫn thì nó cũng là từ một cái quả táo rất là đơn giản thôi. Thế nên mọi người hãy cố gắng. Ba cái nguyên tắc đầu tiên là mình nghĩ là rất là hữu ích. Cái nguyên tắc thứ tư là một cái nguyên tắc mà cái này thì làm rất khó, là chúng ta phải vứt cái máy vi tính đi. Khi mà làm sáng tạo thì chúng ta không phụ thuộc vào công nghệ, chúng ta phải vứt điện thoại và vứt máy tính đi. Cái cách thứ năm, cái cách này là một cái cách là thực ra dịch ra là nói chung là đừng có tự vấn mình, gọi là tự thấy mình cảm thấy tội lỗi hoặc gì đấy, là mình thấy là lúc nào mình cũng thoải mái, không bao giờ thấy là tại sao mình thế này, tại sao mình thế kia, mà mình hãy thoải mái với việc đấy. Cái cách thứ sáu là cái này là cái mà mình thích nhất, lúc nào mệt mỏi thì mọi người hãy xách vali lên và mình sẽ đi đâu đó. Hơi tốn kém thì cái thứ bảy là cái này là một cái rất là stupid nhưng mà thực ra là rất là vui. Khi mà các bạn còn bé thì các bạn hát hò ở trong nhà tắm rất là nhiều, nhưng mà khi các bạn lớn lên thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái vướng bận khác, và tắm đôi khi nó sẽ chỉ trở thành cái nghĩa vụ. Chúng ta lâu lâu không tắm thì chúng ta phải đi tắm, nhưng mà hãy thử cái việc là hãy hát ở trong nhà tắm thì nó sẽ tạo ra sự sáng tạo. Đó. Cái này là cái rất là cơ bản rồi, uống cà phê. Hãy hình thành thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Thì thường bạn gái thì hay sợ là nó có mụn hoặc là nó béo, nhưng mà mình nghĩ là uống cà phê với cả một chút đường không ăn kiêng thì là rất là tốt vào buổi sáng. Cái thứ 9 là nghe nhạc. Cái này thì lúc nào các bạn cũng trực và những cái bản nhạc mới, những bản nhạc hit. Và mình đặc biệt có một cái thói quen là cứ lúc nào làm việc căng thẳng, làm những việc liên quan đến số má thì mình cắm tay ngay và mình làm cái hiệu quả nó không lên. Cái thứ 10 là chúng ta hãy đi đến một cái nơi nào đó mới mẻ. Thường là khám phá, cái này là theo kiểu du lịch phượt và khám phá, hay đi đến những cái nơi mới. Cái điểm số 11, cái này thì về cơ bản là mình sẽ phải tạo ra được cái sự gọi là như thế nào nhỉ? Cái này thì nó là một cái thành ngữ của tiếng Anh, tức là đại loại là mình luôn luôn phải lạc quan ấy. Lúc nào cũng phải suy nghĩ lạc quan, mình phải chắc chiêu từng những cái niềm vui của bản thân mình, là phải lạc quan thì để tạo ra được sự sáng tạo. Cái này thì là giữa cái ranh giới của an toàn và rủi ro thì chúng ta sẽ lựa chọn cái gì? Chúng ta lựa chọn rủi ro hay là chúng ta lựa chọn cái sự an toàn? Thì cái điều khuyên là chúng ta hãy phải liều thì ăn nhiều. Một cái nguyên tắc rất hay nữa là chúng ta phải phá bỏ những cái nguyên tắc. Thì thầy Huy có dạy rất là nhiều những nguyên tắc, nhưng mà nói chung thầy Huy đều chốt lại một câu rằng là chúng ta đừng theo những cái nguyên tắc đấy, chúng ta phải tự tạo ra những nguyên tắc của mình. Cái này cũng là một điểm rất là thú vị. Đây là một cái bàn làm việc và chúng ta hãy cố gắng là clean nó, sắp xếp nó một cách rất là gọn gàng. Đôi khi người ta bảo là bác học thì phải cầm bừa bãi, nhưng mà sự sáng tạo thì nó sẽ đến từ những cái gì rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Cái điểm số 15 là các bạn luôn luôn phải have fun, lúc nào cũng phải vui vẻ. Đấy là 15 cái điểm mà mình nghĩ là nó sẽ tạo ra được cái sự sáng tạo, và nếu các bạn enjoy nó thì party on. Và mình cũng rất là cảm ơn rằng là 9Slide đã giúp mình, và ở đây thực ra mình với cả một chị ở bên kia là già nhất lớp, tuổi ra thì họ không tin, nhưng mà cái khóa học này đã giúp bọn mình thoát khỏi cái công việc hàng ngày. Tức là ngay từ đầu tiên làm bài tốt nghiệp, đầu tiên đã thiết kế một cái slide về công ty, nhưng mà sau đó thì ngồi cạnh một bạn nam nào đấy bảo là thôi đừng làm về công ty, hãy làm một cái gì đấy khác đi. Đấy thì mình lại nghĩ ra là làm về cái này. Thì hy vọng là các bạn luôn luôn giữ được cái creative, innovative, on way để mà giữ được là sự sáng tạo, sự nhiệt huyết ở trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Tuyệt vời. Wow, hai bài bắt đầu là hai bài rất tuyệt.